Xin chào, vậy là lại một kỳ nghỉ lễ Tết nữa đã trôi qua và chúng ta thật vui mừng là bây giờ đã có thể quay trở lại làm việc. Tết thì tất nhiên là rất vui vẻ và đáng để chờ đợi rồi, nhưng có lẽ là cái cách nghỉ Tết thực tế của người Việt Nam đang quá dài. Và không biết là anh em có chia sẻ chung với tôi nhận định này hay không thì xin để lại một bình luận ở khu vực comment. Còn quay trở lại với recap thì vẫn như mọi khi thôi, vẫn là một vinh dự cho tôi hay bất cứ anh em host nào của GearUp được có mặt ở đây và chia sẻ với các bạn những câu chuyện thú vị về thế giới xe hơi. Với video recap số 122 và cũng là video recap đầu tiên của năm âm lịch Giáp Thìn 2024 thì cái tên đáng nhắc tới đầu tiên đó là Honda City. Với doanh số trong năm 2023 là khoảng gần 10.000 chiếc thì Honda City hoàn toàn có thể tự hào về thành tích của mình, ít nhất là so với chính nó trong những năm trước hoặc so với các mẫu xe khác trong nhà Honda. Tuy vậy thì con số này vẫn quả thật là nhỏ bé khi đặt cạnh 13.500 chiếc của Toyota Vios hay là tận 17.500 chiếc của chiếc Hyundai Accent. Và bởi thế thì một động thái giảm giá kích cầu để tạo đà cho chiếc City trong năm 2024 là một điều cần thiết. Bên cạnh đó thì Honda là một nhãn hiệu Nhật và họ có năm tài chính kết thúc vào tháng 3. Và bởi thế thì bây giờ là thời gian để làm đẹp sổ sách. Như thế thì bây giờ chúng ta sẽ có chiếc Honda City, một mẫu xe Nhật có giá trị thực dụng rất tốt, máy mạnh, có full ADAS, bắt đầu từ con số 470 triệu. Còn nếu bạn cảm thấy bản G là cái gì đó quá trần trụi thì ok, chúng ta có hẳn phiên bản L với giá chỉ là 500 triệu. Có thậm chí còn rẻ hơn giá bán niêm yết của chiếc Hyundai Accent 1 triệu đồng. Với tôi thì bây giờ chiếc Honda City phiên bản L quả thật là một món hời khi nó có không gian cực kỳ rộng rãi vượt mặt đối thủ Hyundai Accent. Máy mạnh, chạy rất thích, full ADAS. Và nếu các bạn có lăn tăn về trang bị thì tôi cho rằng nó còn nhỉnh hơn Accent ở một vài khía cạnh. Bên cạnh Honda City thì hàng loạt những mẫu xe Honda khác, tất nhiên là Vin 2023 cũng đang được hưởng ưu đãi khá lớn bằng chính sách tặng luôn 50% phí trước bạ. Về các mẫu xe đàn anh thì tôi không lạm bàn, còn với Honda City thì quả thật bây giờ là một thời điểm rất đẹp để sở hữu chiếc xe này. Còn nếu bạn có lăn tăn về giá trị mà Honda City mang lại thì ok. Đường link về mẫu xe này chúng tôi đang để ngay ở phía bên phải màn hình. Để nói về tầm quan trọng của chiếc Toyota Corolla Cross ở Việt Nam, chúng ta hãy nhớ tới thời điểm mà mẫu xe này chưa xuất hiện. Chiếc Toyota Cross thì các bạn sẽ thấy Toyota xếp đi xe là một thứ gì đó khá xa lạ. Chiếc Toyota Cross thì phân khúc hạng C gần như là bị dẫn dắt bởi Hyundai Tucson và Mazda CX-5 mà không có đối thủ nào thực sự đáng lo ngại. Và chiếc Toyota Cross thì xe hybrid cũng là một cái khái niệm khá là manh mún nhỏ lẻ ở Việt Nam. Đồng thời thì cũng chiếc mẫu xe này các bạn sẽ không thể nào nghĩ tới việc sở hữu một chiếc Toyota chính hãng tại Việt Nam với con số giá bán là 700 đến 800 triệu với cấu hình gầm cao và có nhiều trang bị tới như vậy. Bởi thế mà sẽ không có gì quá bất ngờ khi Toyota sẽ rất sớm thôi cập nhật hình ảnh của chiếc Toyota Cross tại Việt Nam giống với chiếc Toyota Cross 2024 vừa mới được vén màn tại Thái Lan cách đây khoảng một tuần. Và những gì mà chúng ta nhìn thấy là những thay đổi vừa đủ với một phiên bản facelift. Ở đây chúng ta sẽ nhận ra ngay thôi chi tiết rất đắt giá, đó là lưới tản nhiệt liền khối kiểu tổ ong xuất hiện ở trên chiếc Lexus RX, mẫu xe con cưng của tập đoàn, bây giờ cũng đã được cập nhật trên Toyota Cross. Bên cạnh đó thì phía bên trong nội thất các bạn cũng sẽ nhận thấy có rất nhiều những cái thay đổi về công nghệ đáng được nhắc tới, ví dụ như đồng hồ hiển thị điện tử hoàn toàn, cửa sổ trời toàn cảnh đá cốp và một thứ mà người Việt Nam đã nhắc tên từ rất lâu, đó là phanh tay điện tử. Về phần động cơ thì không có gì quá bất ngờ khi chiếc Toyota Cross tiếp tục sử dụng cấu hình 1.8 và 1.8 hybrid như phiên bản hiện hành. Về sức mạnh hay là trải nghiệm thực tế của cả hai phiên bản động cơ này thì với tôi là không có gì đáng để bàn cả. Chúng đều thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình ở trong phân khúc. Tuy vậy thì một điểm mà tôi kỳ vọng ở chiếc Cross 2024 đó là sự cập nhật để phần máy phát của hệ thống hybrid hoạt động bớt rung hơn. Đây là một chi tiết quan trọng để mang tới một sức hấp dẫn cho phiên bản đắt tiền của mẫu xe crossover quốc dân của nhà Toyota. Về tình hình trong năm 2023 thì điểm qua một chút, Toyota Cross vẫn là mẫu xe thuộc diện con gà đẻ trứng vàng của Toyota thôi, với doanh số bán ra tới 10.500 chiếc. Và nó hoàn toàn có khả năng đè đầu những mẫu xe thuộc diện hạng C vừa mới ra mắt thế hệ mới và giá bán tương đối cao, chứ không thể nào qua mắt được chiếc xe thuộc diện kẻ phá game Mazda CX-5, mẫu xe crossover của nhà Mazda có doanh số tới 17.000 chiếc trong năm 2023. Nhìn vào bảng xếp hạng mà chúng tôi đang đăng tải ở trên màn hình thì chắc chắn là rất nhiều anh em chạy Audi, Volvo, Land Rover hoặc là Mercedes-Benz cảm thấy vô cùng phật lòng vì hàng loạt những thương hiệu xe châu Âu đắt tiền này bị JD Power, công ty nghiên cứu thị trường rất nổi tiếng ở Mỹ, đánh giá là những nhãn xe có tỷ lệ lỗi cao hàng đầu. Bên cạnh đó thì rất nhiều những cái nhãn xe khác quen thuộc ở Việt Nam như là Ford, Nissan, Honda, Hyundai cũng bị đánh giá rất thấp. Còn ở đầu bên kia thì những người chạy Toyota và Lexus cảm thấy sẽ hết sức hài lòng khi hai thương hiệu này đứng đầu danh sách những thương hiệu xe thuộc diện uy tín
có tỷ lệ lỗi rất thấp. Và tất nhiên là không phải tự dưng mà người ta dành cho Toyota quá nhiều sự tin tưởng tới như vậy. Nếu bạn có theo dõi bảng xếp hạng này của JD Power trong nhiều năm nay thì Toyota và Lexus liên tục là những nhãn xe xuất hiện ở top đầu. Bên cạnh đó thì một điểm khá thú vị ở đây đó là chúng ta sẽ nhìn thấy Kia, thương hiệu cùng tập đoàn với Hyundai, lại được đánh giá cao hơn hẳn thương hiệu đàn anh. Ở Việt Nam thì đôi khi người ta coi Kia là thương hiệu đàn em thuộc diện thấp cấp hơn so với Hyundai, nhưng tỷ lệ lỗi ở đây lại nói lên điều ngược lại. Và một điều cũng rất thú vị khác là BMW và thương hiệu con của nó là Mini cũng được đánh giá cao với mức độ tin cậy ở bảng đánh giá này. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ nhìn thấy ở đây một điểm khá thú vị khác, đó là câu chuyện hiện đại hại điện là đúng. JD Power cho rằng rất nhiều lỗi xuất hiện phần lớn ở trên các mẫu xe có nhiều tính năng công nghệ ở phía trong xe, và phần lớn lỗi chỉ xuất hiện ở khu vực những cái màn hình giải trí khổng lồ như các bạn đang nhìn thấy trên chiếc 330i ở đây. Ngoài ra thì chắc chắn rồi, xe điện cũng có tỷ lệ lỗi cao hơn hẳn so với xe động cơ đốt trong. Con số cụ thể mà chúng ta cần đề cập tới ở đây là tỷ lệ lỗi cao hơn tới 37%, và rất nhiều người chạy xe điện thì than phiền rằng họ phải thay lốp quá sớm so với những mẫu xe động cơ đốt trong thông thường. Nissan Juke mặc dù không phải là một mẫu siêu xe nhưng sự đặc dị của nó vẫn luôn luôn đáng được nhắc tới. Vào năm 2012 khi Nissan ra mắt mẫu xe này thì kiểu dáng khác biệt, phong cách đèn ngược với truyền thống và giá bán 1,2 tỷ đồng của nó vẫn tạo ra một sự đặc biệt mà cho tới giờ chưa hãng xe nào có thể làm được. Hình ảnh về Nissan Juke 2024 mà các bạn đang xem thì có thể nói là 99% không xuất hiện ở Việt Nam. Thế nên nếu các bạn nào có tò mò về mẫu xe đã từng bán rất chạy ở thị trường châu Âu này thì chúng tôi có một video đánh giá Nissan Juke 2012 vào năm 2023 và đường link chúng tôi đang để ngay ở phần mô tả. Hình ảnh về mẫu xe thú vị của nhà Nissan cũng chính là lời chào tạm biệt của chúng tôi ở video recap thứ 122 lần này. Và không có gì thay đổi cả. Cảm ơn anh em đã đến đây và chia sẻ với chúng tôi tình yêu với xe hơi. Đừng quên ấn nút đăng ký để theo dõi nhiều video thú vị khác của GearUp. Hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.